Một loại bánh mà người Ấn không thể thiếu trong bữa ăn của mình, đó là bánh chapati. Chapati có nhiều loại khác nhau và là món quốc hồn quốc túy của người Ấn, giống như cà ri vậy. Đây là món bánh không phân biệt chủng tộc tại Ấn Độ. Dù người giàu hay người nghèo thì cũng đều ăn loại bánh này. Còn một điều đáng ngạc nhiên hơn là chapati được chế biến từ bột mì thuần khiết, loại bánh dẹp, mỏng, tròn như chiếc dĩa, vốn đã được chế biến từ mấy ngàn năm trước. Lần dở những trang kinh Phật, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy đâu đó người ta dâng cúng Phật vài cái bánh chapati trong khi Ngài đi khất thực. Đến với Đại học Nalanda, nơi đây là một di tích quan trọng trong lịch sử phát triển Phật giáo tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì đây là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới, nơi có một quy cách giáo dục gương mẫu, có tầm vóc rất lớn, khiến tâm lừng lẫy, lưu danh cho đến ngày nay. Mặc dù trường đại học Nalanda không phải là khu thánh địa tâm linh quan trọng như những thánh tích liên quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nơi đây cũng là khu đất thiêng đã sản sinh ra các bậc thánh tăng tiêu biểu từ thời Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và đặc biệt nhất là danh nhân Phật giáo mà ai cũng từng biết đến với lòng kính trọng và khâm phục một cách chân thành, đó là Đại học giả Thông Bát Kinh Luận Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, một bậc cao tăng Trung Quốc thời thịnh đường. Với tầm vóc lớn lao và trung tâm giáo dục không chỉ dành cho Phật giáo mà còn là nơi đào tạo cả thế học như văn học, nghệ thuật, y dược, ngôn ngữ, tôn giáo, triết học trong một quy củ vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy nhất thời bấy giờ. Nalanda xứng đáng là nơi ngưỡng mộ của hầu hết các học giả Đông Tây. Trong quyển Đường Về Xứ Phật, Hòa Thượng Minh Châu có sánh ví Nalanda bằng một lòng tôn trọng. Nếu Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật viên thành chánh pháp, thì Nalanda là đất thiêng đã truyền chiếu ánh sáng ấy đến với vô số người ở khắp nơi trên thế giới. Nalanda bị sự phá hủy của đoàn quân Hồi giáo. Chúng tôi vẫn cảm nghe nơi đây, nỗi đau quá khứ như vẫn còn nguyên vẹn. Thảm cảnh tang thương của những ngày tàn xa xưa ấy, hàng bao thế kỷ bị vùi lấp trong sự lãng quên, nhưng những bức tường gạch đổ nát ở Nalanda vẫn còn toát lên được vẻ hùng tráng nguy nga của thời vàng son Phật giáo, vẫn thể hiện được tính bất hủ của chân lý không bị phai mờ theo năm tháng. Dù hiện tại chỉ còn vang trong ký ức và sự nuối tiếc của hàng trí giả và những người có thiện chí đối với Phật giáo nói riêng và văn hóa nhân loại nói chung. Càng đi tham quan nhiều nơi trong khu phế tích này, chúng tôi càng ngưỡng mộ và tiếc nuối cho một trường đại học quy mô từ cơ sở vật chất đến nội dung đào tạo mà không dễ gì tìm thấy ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới trong thời Trung Cổ. Nalanda hôm nay đã tàn rụi.
nhưng vẫn còn truyền lại cho người sau sự uyên thâm của nó. Và chúng tôi thầm nghĩ đến triết lý mà Phật đã dạy: mọi vật ở đời không có cái gì bền chắc mãi mãi, hết thịnh rồi suy, sanh trụ dị diệt, không có một bàn tay thần thánh nào có thể chống lại được với quy luật ấy. Trúc Lâm là một trong số những ngôi tịnh xá nổi tiếng vào thời Đức Phật. Tịnh xá này do vua Tần Bà Sa La cúng dường Đức Phật nhân lần đầu Ngài viếng thăm Vương Xá sau khi giác ngộ. Tại nơi đây, Đức Phật đã thuyết giảng nhiều bài kinh và cũng thâu nhận nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Trúc Lâm được mô tả là nơi lý tưởng cho việc tu tập, nhưng cũng thuận tiện cho hàng đệ tử đến nghe pháp. Trong khu vườn này, cây cối được sửa sang ngay thẳng, hoa lá tươi xanh, có nhiều bụi trúc già lớn ở phía trong. Có lẽ vì thế mà được gọi là Trúc Lâm Tịnh Xá. Vị trí ngôi tịnh xá này được xác định là nằm giữa thành Vương Xá mới và những ngọn đồi bao quanh thung lũng. Trong tịnh xá có một hồ nước nhỏ, nước trong xanh nghiêng mình soi bóng những hàng cây, có tên là Kalandaka, từng được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo, là nơi Đức Phật thường tắm rửa. Bên bờ hồ có một tượng Phật Bổn Sư do người Nhật tôn trí trên một bệ thờ trong tư thế thiền định. Sau khoảng thời gian khiêm tốn để chiêm bái và ghi lại một vài hình ảnh kỷ niệm trong buổi chiều tà, đoàn chúng tôi rời khỏi Trúc Lâm Tịnh Xá. Nơi đây cũng đã động lại trong chúng tôi những kỷ niệm với bao niềm xao xuyến miên man. Đức Phật du hóa khắp Ấn Độ, Ngài thường ra vào thành Vương Xá, tọa lạc trong núi Linh Thứ. Núi Linh Thứ còn gọi là núi Kỳ Xà Quật, đỉnh núi dài phía đông tây, hẹp ở nam bắc. Từ trên đỉnh núi này, chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành Vương Xá, những rặng núi chạy dài bao bọc xung quanh, những cánh đồng ruộng mênh mông, những làng mạc và phố xá nằm trải rác quanh vùng. Vườn rừng trong núi thanh tịnh là nơi huân tập phước đức trí tuệ, cũng là trụ xứ của chư Phật Thánh Tăng. Đức Phật an trụ nơi đây cùng với các chúng đại tỳ kheo, tuyên thuyết diệu nghĩa Phật Pháp. Các kinh đại thừa như Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Vô Lượng Nghĩa, vân vân, đều do Đức Phật tuyên thuyết trên núi Linh Thứ. Cho nên Phật môn có câu: Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Linh Sơn Thắng Hội, chính là tán dương pháp diện của chư Phật, chư Bồ Tát thường còn, ý vị sâu xa. Trong đoàn chúng tôi có vài người lớn tuổi không đủ sức khỏe để có thể leo núi, nên phải nhờ vào sự trợ giúp này. Thank you.
Trên bầu trời mênh mông lồng lộng kia, từng phiến mây trắng trôi bềnh bồng giữa biển trời xanh thăm thẳm, như điểm xuyết một nét đẹp thanh khiết, yên bình, khiến chúng tôi như quên đi mọi sự mệt mỏi. Trước khi đến đỉnh núi Linh Thứ, chúng tôi đi qua những địa điểm được đánh dấu là vị trí quan trọng. Khoảng nửa đoạn đường lên đỉnh được xác nhận nơi vua Tần Bà Sa La xuống kiệu để thân hành viếng thăm Đức Phật. Qua đoạn đường dốc gần đến hương thất Phật Ngự, chúng ta thấy hang động nhỏ nằm bên tay phải lối đi, được cho là thạch thất của tôn giả A Nan, vị thị giả suốt đời hầu cận trung thành bên Đức Thế Tôn. Phía trước thạch thất này có tảng đá lớn và nhiều mảnh vỡ được đánh dấu, đó chính là tảng đá mà xưa kia Đề Bà Đạt Đa lăn xuống để hại Phật lúc ngài đi ngang qua lối hẹp này. Nhờ oai thần của bậc đại giác, Đề Bà Đạt Đa đã không thực hiện thành công mưu đồ bất chính của mình. Xung quanh khu vực này còn nhiều thạch thất khác của chư thánh đệ tử Phật như tôn giả Mahakajip, Mục Kiền Liên. Và trên cùng là hương thất của Phật, nơi Đức Phật thường ngự khi ngài đến Linh Thứ. Đây là điểm cao nhất của ngọn núi. Đoàn chúng tôi tạm dừng chân tại nơi này, cùng lắng lòng thanh tịnh trong từng lời kinh. Hương xa nhiệm pháp giải mong huân chư Phật hãy hội tất diệu văn tùy sư đại bi hội thượng Phật Bồ Tát năng đọa và giam ma ca lô ni ca giang ta ban ra Phật. Trong khoảnh khắc dừng chân ở tận đỉnh cao nơi hư thất của Phật, bốn bề gió lộng mênh mông, cảnh vật im lìm trong khoảng không bất tận. Cho dù có người qua kẻ lại, nhưng ai cũng giữ chánh niệm, im lặng để cảm niệm hồng ân của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, ở trên nơi đây là núi Linh Thú. Những cái mỏm đá này có hình thù giống như con chim thú, thế nên có tên là núi Linh Thú hay còn gọi là núi Kỳ Xà Quật. Thì năm xưa thời Đức Phật còn tại thế, mặc dầu vua Tần Bà Sa La đã cúng dường Đức Phật Trúc Lâm Tỉnh Xá, nhưng thỉnh thoảng Đức Thế Tôn vẫn lên nơi vị trí này để ngồi thiền định và thuyết pháp trên đỉnh núi này. Và tại vị trí này, kinh Nam Tạng và kinh Bắc Tạng đều có ghi lại những hình ảnh và những lời dạy của Đức Phật bàn bạc ở trong hai tạng kinh. Và theo Bắc truyền thì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nơi, chính vị trí này, Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa. Và bộ kinh đó thì Phật tử Việt Nam của chúng ta mỗi buổi tối thường hành trì, do Hòa Thượng Trí Tịnh phiên dịch. Và trong thời Đức Phật, mấy bên này, đây là thành Vương Xá năm xưa dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Và chúng ta một chút xíu nữa sẽ đến nơi giam cầm Tần Bà Sa La do con trai của mình là A Xà Thế. Thì lúc bấy giờ vua Tần Bà Sa La bị con là A Xà Thế giam cầm Vi Đề Hy, thì mỗi ngày vô thăm Tần Bà Sa La và mang thức ăn cho Tần Bà Sa La, A Xà Thế biết được và sau đó cấm không cho mẹ của mình đi thăm vua cha. Và giam Vi Đề Hy một điểm khác, thế nên Vi Đề Hy rất là đau khổ. Và lúc đó Vi Đề Hy hướng về Đức Phật tại vị trí núi Linh Thú này và mong cầu Đức Thế Tôn có thể dùng thần thông đến chỗ Vi Đề Hy. Lúc đó Đức Thế Tôn biết được ý niệm của Vi Đề Hy, thế nên Đức Thế Tôn đã đến chỗ Vi Đề Hy. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng thần thông cho Vi Đề Hy thấy tất cả những cảnh giới chư Phật của mười phương. Lúc đó Vi Đề Hy đã xem thấy và chọn cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới mà bà Vi Đề Hy muốn sanh về đó sau này.
Thế nên Đức Phật đã thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy. Duyên khởi kinh Quán Vô Lượng Thọ có bắt nguồn từ đó. Và trong tư tưởng Tịnh Độ Tông thì có kinh A Di Đà, Đức Phật thuyết ở kỳ viên Tịnh Xá. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật thuyết tại thành Vương Xá này. Chúng tôi sơ lược về lịch sử về tông Tịnh Độ là như vậy. Và trên đoạn đường đi ở dưới chân núi lên đây thì chúng ta có thấy hai động. Một động thứ nhất đó là động của Ngài A Nan. Năm xưa Đức Phật ở trên đỉnh này, Ngài A Nan ở vị trí đó. Và động tiếp theo chúng ta bước vào đây đó là động của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ở. Chúng ta nghiệm lại thời Đức Phật. Đức Phật thường chọn nơi thanh vắng như trong Kinh Di Giáo mà hôm trước chúng ta tụng ở tại Kusinaga. Đức Phật dạy các hàng đệ tử hãy chọn nơi thanh vắng để thiền định chấm dứt khổ đau. Thì ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta thấy quang cảnh nơi này và lời Đức Phật năm xưa, Đức Phật đã trải nghiệm nhờ nơi thanh vắng mà buông bỏ hết tất cả. Và những hang động này chúng ta thấy các thầy tỳ kheo trong thời Đức Phật từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không màng nhà cửa gì hết, chỉ nương vào những hang động có thể tu tập thiền định để chấm dứt những khổ đau. Đó là những hình ảnh mà các thầy, quý sư cô hay Phật tử mỗi lần đến nơi thánh tích để học hỏi những hạnh nguyện của Đức Phật và chư tổ của chúng ta để tu tập có được an lạc trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đi, chúng ta có thể đoán biết được rằng núi Linh Thú này không biết chính xác năm xưa là vị trí nào, nhưng Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá hại Đức Thế Tôn tại ngọn núi này. Và chính trong thành này thì tới ngày thời Ngài Pháp Hiển, Ngài Pháp Hiển đến nơi đây xác định vị trí năm xưa A Xà Thế dùng voi sai hại Đức Thế Tôn, thì móc đánh dấu Ngài Pháp Hiển vẫn còn nhìn thấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không còn nhìn thấy nữa, là do thời gian quá xa, sự suy tàn nơi thành Vương Xá này. Khi con của A Xà Thế giết A Xà Thế xong đã dời đô về thành Hoa Lư. Thế nên ở nơi đây khi Ngài Pháp Hiển đến, Ngài Huyền Trang đến nơi đây, thành Vương Xá đã suy tàn. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta đến nơi đây, chúng ta hiểu sơ về lịch sử trong thời Đức Phật. Mô Phật. Mặc dù không đủ duyên lành được sinh ra trong thời Phật còn tại thế để được dự phần trong Pháp hội Linh Sơn, nhưng cũng may mắn tận mắt chứng kiến, tưởng niệm và đảnh lễ những nơi Đức Phật từng tu tập và giảng kinh thuyết Pháp năm xưa, dù là trên đỉnh núi cao hay trong các hang động liên quan đến cuộc đời Ngài.